Này thiện dũng mãnh, năm uẩn không thể sắp bày có đến có đi, có trụ có không trụ, 12 xứ, 18 giới vân vân, cũng không thể sắp bày có đến có đi, có trụ có không trụ, uẩn xứ giới vân vân không đến không đi, không trụ, không phải không trụ, như vậy gọi là bát nhã ba làm mật đa. Này thiện dũng mãnh, năm uẩn không thể sắp bày, có xa có bờ kia, 12 xứ, 18 giới vân vân cũng không thể sắp bày, có xa có bờ kia uẩn xứ giới vân vân không xa không bờ kia như vậy gọi là bát nhã ba la mật đa này thiện dũng mãnh năm uẩn không thể sắp bày có yêu có giận có sợ có si mười hai xứ mười tám giới vân vân cũng không thể sắp bày có yêu có giận có sợ có si uẩn xứ giới vân vân không yêu không giận không sợ không si như vậy gọi là bát nhã ba la mật đa này thiện dũng mãnh năm uẩn không cho không lấy không giữ giới không phạm giới không nhẫn, không phải không nhẫn, không tinh tấn, không giải đãi, không đẳng trì, không đạn tâm, không diệu tuệ, không ác tuệ, 12 xứ, 18 giới, vân vân cũng không cho, không lấy, không giữ giới, không phạm giới, không nhẫn, không phải không nhẫn, không tinh tấn, không giải đãi, không đẳng trì, không đạn tâm, không diệu tuệ, không ác tuệ, uẩn xứ giới, vân vân đều không cho, không lấy, không giữ giới, không phạm giới, không nhẫn, không phải không nhẫn không tinh tấn, không giải đãi, không đẳng trì, không loạn tâm, không diệu tuệ, không ác tuệ. Như vậy gọi là bát nhã, ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, năm uẩn không điên đảo, không phải không điên đảo. Mười hai xứ, mười tám giới, vân vân cũng không điên đảo, không phải không điên đảo. Uẩn xứ giới, vân vân đều không điên đảo, không phải không điên đảo. Như vậy gọi là bát nhã, ba la mật đa này thiện dũng mãnh năm uẩn không niệm trụ tránh đoạn thần túc căn lực giác chi đạo chi mười hai xứ mười tám giới vân vân cũng không niệm trụ tránh đoạn thần túc căn lực giác chi đạo chi uẩn xứ giới vân vân đều không niệm trụ tránh đoạn thần túc căn lực giác chi đạo chi như vậy gọi là bát nhã ba la mật đà này thiện dũng mãnh năm uẩn vô minh không giải thoát mười hai xứ mười tám giới vân vân cũng vô minh không giải thoát quẩn xứ giới vân vân đều vô minh không giải thoát như vậy gọi là bát nhã ba la mật đa này thiện dũng mãnh năm uẩn không tịnh lự đẳng trì đẳng trí mười hai xứ mười tám giới vân vân cũng không tịnh lự đẳng trì đẳng trí uẩn xứ giới vân vân đều không tịnh lự đẳng trì đẳng trí như vậy gọi là bát nhã ba la mật đa này thiện dũng mãnh, năm uẩn không hữu lượng, không vô lượng, không thần thông, không phải không thần thông, 12 xứ, 18 giới, vân vân, cũng không hữu lượng, không vô lượng, không thần thông, không phải không thần thông, uẩn xứ giới, vân vân, đều không hữu lượng, không vô lượng, không thần thông, không phải không thần thông, như vậy gọi là bát nhã ba làm mật đà này thiện dũng mãnh năm uẩn không phải không không phải chẳng không không hữu tướng không vô tướng không hữu nguyện không vô nguyện mười hai xứ mười tám giới vân vân cũng không phải không không phải chẳng không không hữu tướng không vô tướng không hữu nguyện không vô nguyện uẩn xứ giới vân vân đều không phải không không phải chẳng không không hữu tướng không vô tướng không hữu nguyện không vô nguyện như vậy gọi là bát nhã ba la mật đa này thiện dũng mãnh năm uẩn không hữu vi không vô vi không hữu lậu không vô lậu không thế gian không xuất thế gian không có buộc không lìa buộc mười hai xứ mười tám giới vân vân cũng không hữu vi không vô vi không hữu lậu không vô lậu không thế gian không xuất thế gian không có buộc không lìa buộc uẩn xứ giới vân vân đều không hữu vi không vô vi không hữu lậu không vô lậu không thế gian không xuất thế gian không có buộc không lìa buộc như vậy gọi là bát nhã ba làm mật đa này thiện dũng mãnh năm uẩn không hữu trước không vô trước không hữu trí không vô trí mười hai xứ mười tám giới vân vân cũng không hữu trước không vô trước không hữu trí không vô trí uẩn xứ giới vân vân đều không hữu trước không vô trước không hữu trí không vô trí như vậy gọi là bát nhã ba làm mật đa này thiện dũng mãnh năm uẩn không nắm giữ không lay động không hí luận mười hai xứ mười tám giới vân vân cũng không nắm giữ không lay động không hí luận quần xứ giới vân vân đều không nắm giữ không lay động không hí luận như vậy gọi là bát nhã ba la mật đa này thiện dũng mãnh năm uẩn không có tưởng không vô tưởng mười hai xứ mười tám giới vân vân cũng không có tưởng không vô tưởng quần xứ giới vân vân đều không có tưởng không vô tưởng như vậy gọi là bát nhã ba la mật đa này thiện dũng mãnh năm uẩn không vắng lặng không phải không vắng lặng mười hai xứ mười tám giới vân vân cũng không vắng lặng không phải không vắng lặng Uẩn xứ giới vân vân đều không vắng lặng không phải không vắng lặng như vậy gọi là bát nhã ba làm mật đà này thiện dũng mãnh năm uẩn không niết bàn không phải không niết bàn mười hai xứ mười tám giới vân vân cũng không niết bàn không phải không niết bàn uẩn xứ giới vân vân đều không niết bàn không phải không niết bàn như vậy gọi là bát nhã ba làm mật đà này thiện dũng mãnh, nói năm uẩn xanh khởi thâu nhiếp, không gọi là bát nhã ba la mật đa. Nói năm uẩn xanh khởi thâu nhiếp sở hữu chân như, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh như sở hữu gọi là bát nhã ba la mật đa. Nói 12 xứ, 18 giới vân vân, sanh khởi thâu nhiếp, không gọi là bát nhã ba la mật đa. Nói 12 xứ, 18 giới vân vân, sanh khởi thâu nhiếp sở hữu chân như, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh như sở hữu gọi là bát nhã ba la mật đa này thiện dũng mãnh nói duyên khởi sanh khởi thâu nhiếp không gọi là bát nhã ba la mật đa nói duyên khởi sanh khởi thâu nhiếp sở hữu chân như tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh như sở hữu gọi là bát nhã ba la mật đa này thiện dũng mãnh nói điên đảo sanh khởi thâu nhiếp không gọi là bát nhã ba la mật đa nói điên đảo sanh khởi thâu nhiếp sở hữu chân như tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh như sở hữu gọi là bát nhã ba la mật đa này thiện dũng mãnh, nói các triển cái sanh khởi thâu nhiếp, không gọi là bát nhã ba la mật đa. Nói các triển cái sanh khởi thâu nhiếp sở hữu chân như, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh như sở hữu, gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, nói 36 ái hành sanh khởi thâu nhiếp, không gọi là bát nhã ba la mật đa. Nói 36 ái hành sanh khởi thâu nhiếp sở hữu chân như, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác tánh như sở hữu gọi là bát nhã ba la mật đa này thiện dũng mãi nói sáu mươi hai tà kiến sanh khởi thâu nhiếp không gọi là bát nhã ba la mật đa nói sáu mươi hai tà kiến sanh khởi thâu nhiếp sở hữu chân như tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh như sở hữu gọi là bát nhã ba la mật đa này thiện dũng mãi nói tịnh lựa giải thoát đẳng trì đẳng trí không phải là bát nhã ba la mật đa nói tịnh lựa giải thoát đẳng trì đẳng trí sở hữu chân như tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh như sở hữu, gọi là bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãi, nói bốn vô lượng, năm thần thông không phải là bát nhã ba la mật đa. Nói bốn vô lượng, năm thần thông, sở hữu chân như, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh như sở hữu, gọi là bát nhã ba la mật đa này thiện dũng mãi nói hữu vi thâu nhiếp các thiện căn vân vân pháp thế gian sanh khởi thâu nhiếp không gọi là bát nhã ba la mật đa nói hữu vi thâu nhiếp các thiện căn vân vân pháp thế gian sanh khởi thâu nhiếp sở hữu chân như tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh như sở hữu gọi là bát nhã ba la mật đa này thiện dũng mãnh nói niệm trụ tránh đoạn thần túc căn lực, giác chi đạo chi sanh khỏi thâu nhiếp không gọi là bát nhã ba la mật đa nói niệm trụ tránh đoạn thần túc căn lực, giác chi đạo chi sanh khỏi thâu nhiếp sở hữu chân như tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh như sở hữu gọi là bát nhã ba la mật đa này thiện dũng mãi nói thánh đế khổ tập diệt đạo không gọi là bát nhã ba la mật đa nói thánh đế khổ tập diệt đạo sở hữu chân như tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh như sở hữu gọi là bát nhã ba la mật đa này thiện dũng mãi nói giới định tuệ giải thoát giải thoát tri kiến thanh tịnh không phải là bát nhã ba la mật đa nói giới định tuệ giải thoát giải thoát tri kiến thanh tịnh sở hữu chân như tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác Tánh như sở hữu gọi là bát nhã ba la mật đa này thiện dũng mãnh nói vô vi thầu nhiếp các pháp vô y vô lậu của suốt thế gian không gọi là bát nhã ba la mật đa nói vô vi thầu nhiếp các pháp vô y vô lậu của suốt thế gian sở hữu chân như tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh như sở hữu gọi là bát nhã ba la mật đa này thiện dũng mãnh nói pháp không vô tướng vô nguyện vô sanh vô tát không gọi là bát nhã ba la mật đa nói pháp không vô tướng vô nguyện vô sanh vô tác sanh khởi thâu nhiếp sở hữu chân như tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh như sở hữu gọi là bát nhã ba la mật đa này thiện dũng mãnh nói rõ giải thoát ly diệt niết bàn không gọi là bát nhã ba la mật đa nói rõ giải thoát ly diệt niết bàn sở hữu chân như tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh như sở hữu gọi là bát nhã ba la mật đa vì sao thiện dũng mãnh vì bát nhã ba la mật đa như vậy không phải sắc uẩn nắm giữ cũng không phải thọ tưởng hành thức uẩn nắm giữ không phải nhãn xứ nắm giữ cũng không phải nhĩ tĩ thể thân ý xứ nắm giữ không phải xác xứ nắm giữ cũng không phải thanh hương vị xúc pháp xứ nắm giữ không phải nhãn giới nắm giữ cũng không phải nhĩ tĩ thể thân ý giới nắm giữ không phải sắc giới nắm giữ cũng không phải thanh hương vị xúc pháp giới nắm giữ không phải nhãn thức giới nắm giữ cũng không phải nhĩ tĩ thể thân ý thức giới nắm giữ không phải địa giới nắm giữ cũng không phải thủy hỏa phong không thức giới nắm giữ không phải cõi dục nắm giữ cũng không phải cõi sắc vô sắc nắm giữ không phải hữu vi nắm giữ cũng không phải vô vi nắm giữ không phải thế gian nắm giữ cũng không phải xuất thế gian nắm giữ không phải hữu lậu nắm giữ cũng không phải vô lậu nắm giữ không phải pháp lành nắm giữ cũng không phải pháp không lành nắm giữ không phải hữu tình giới nắm giữ cũng không phải phi hữu tình giới nắm giữ cũng không ra để các phép riêng như vậy mà có bát nhã ba la mật đa này thiện dũng mãnh như vậy bát nhã ba la mật đa sâu xa không bị các pháp thâu nhiếp cũng không phải không thâu nhiếp như vậy pháp thâu nhiếp và pháp không nhiếp sở hữu chân như tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh như sở hữu gọi là bát nhã ba la mật đa này thiện dũng mãnh chân như ấy là khái niệm gì thiện dũng mãnh chân như ấy nghĩa là tánh các pháp chẳng phải như phàm phu ngu si có thể đó cũng không phải người khác đạt được. Như tánh các Pháp, như các Như Lai, Bồ Tát, đệ tử Phật đã thấy, thì Pháp tánh lý thú chân thật như vậy thường không đổi khác nên gọi là chân như. Chân như đây chính là nói bát nhã ba la mật đa sâu xa của Bồ Tát. Này thiện dũng mãnh, bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với tất cả Pháp như vậy không thêm không bớt, không hợp không lìa, không thiếu không đủ, không lợi không hại, không di chuyển, không hướng đến, không sanh không diệt, không dơ không sạch, không lưu chuyển, không hoàn diệt, không tạp khởi, không ẩn mất, không hữu tướng, không vô tướng, không bình đẳng, không phải không bình đẳng, không thế tục, không thắng nghĩa, không vui, không khổ, không thường, không vô thường, không sạch, không phải không sạch, không ngã, không vô ngã, không chắc thật, không hư dối, không người làm, không vật làm, không dung nạp, không phải không dung nạp, không tin hiểu, không phải không tin hiểu không tự tánh, không phải không tự tánh, không chết, không sống, không sống, không chết, không nổi, không chìm, không nối, không dứt, không hòa hợp, không phải không hòa hợp, không có tham, không lìa tham, không có sân, không lìa sân, không có si, không lìa si, không điên đảo, không phải không điên đảo, không sở duyên, không phải không sở duyên, không có tận, không phải không tận, không có trí, không phải không trí, không tánh thấp, không tánh cao, không có ân, không phải không ân, không đi qua, không trở lại, không có tánh, không phải không tánh, không thường không ghét, không sáng không tối, không tinh tấn không giải đãi, không phải không, không phải chẳng không, không hiểu tướng, không vô tướng, không có nguyện, không vô nguyện, không tạo tác, không phải không tạo tác, không ẩn mất, không phải không ẩn mất, không vô mình, không giải thoát, không vắng lặng, không phải không vắng lặng, không niết bàn, không phải không niết bàn, không như lý, không phải không như lý, không biết khắp, không phải không biết khắp, không ra khỏi, không phải không ra khỏi. Không không điều phục, không phải không điều phục, không giữ giới, không phạm giới, không tán loạn, không phải không tán loạn, không diệu tọa, không ác tọa, không thức, không phải không thức, không trụ, không phải không trụ, không đồng phần, không khác phần, không có, không phải không có, không được, không phải không được, không hiện quán, không phải không hiện quán, không tác chứng, không phải không tác chứng, không thông đạt, không phải không thông đạt bát nhã bà làm mặt đa sâu xa đối với tất cả pháp không vì các sự việc này mà hiện tiền này thiện dũng mãnh như người trong mộng nói các loại tự tánh thấy trong mộng nói tự tánh cảnh mộng như thế đều không có vì sao thiện dũng mãnh vì mộng còn không có cũng là có thể nói có tự tánh cảnh mộng cũng vậy bát nhã ba la mật đa tuy giả nói có nhiều loại tự tánh nhưng bát nhã ba la mật đa này thật không tự tánh có thể nói này thiện dũng mãnh như mộng không vì hiền bày các pháp mà hiện tiền như vậy bát nhã ba la mật đa cũng không vì hiền bày các pháp mà hiện tiền này thiện dũng mãnh ví như người ảo thuật nói đã thấy nhiều loại tự tánh của huyễn Nói tự tánh cảnh huyễn như vậy đều không có Vì sao? Thiện dũng mãnh Vì huyễn còn không có Hướng là có thể nói có tự tánh cảnh huyễn Cũng vậy, bát nhã ba la mật đa Tuy giả nói có nhiều loại tự tánh Nhưng bát nhã ba la mật đa này Thật không tự tánh có thể nói Này thiện dũng mãnh như huyễn Không vì sanh khởi các pháp mà hiện tiền như vậy bát nhã ba làm mật đa cũng không vì xét khởi các pháp mà hiện tiền. Này thiện dũng mãnh như ánh sáng, người ta nói nhiều loại tự tánh ánh sáng. Nói tự tánh ánh sáng như vậy đều không có. Vì sao thiện dũng mãnh? Vì ánh sáng còn không có, cũng là có thể nói có tự tánh ánh sáng. Cũng vậy, bát nhã ba la mật đa, tuy giả nói có nhiều loại tự tánh, nhưng bát nhã ba la mật đa này thật không có tự tánh, có thể nói. Này Thiện Dũng Mãnh như ảnh không vì hiền bày các pháp mà hiện tiền, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không vì hiền bày các pháp mà hiện tiền. Này Thiện Dũng Mãnh như Quáng Nắng, người ta nói nhiều loại tự tánh của Quáng Nắng, nói tự tánh Quáng Nắng như vậy đều không có. Vì sao? Thiện Dũng Mãnh, vì Quáng Nắng còn không có, huống là có thể nói có tự tánh của Quáng Nắng. Cũng vậy, Bát Nhã Ba La Mật Đa tuy giả nói có nhiều loại tự tánh, nhưng Bát Nhã Ba La Mật Đa này thật không tự tánh có thể nói. Này thiện dũng mãnh như quáng nắng không bị hiển bày các pháp mà hiện tiền. Như vậy, bát nhã ba la mật đa cũng không bị hiển bày các pháp mà hiện tiền. Này thiện dũng mãnh như người đứng trong hàng núi vân vân, nghe tiếng vang trong hang mà hoàn toàn không thấy, hoặc khi tự nói lại nghe tiếng của mình. Cũng vậy, bát nhã ba la mật đa này có nghe các thứ văn cú nhưng pháp đã nghe hoàn toàn không có tự tánh, chỉ trừ khi nói thì có thể nghe hiểu này thiện dũng mãnh như tiếng vang không thể hiển bày các pháp mà hiện tiền như vậy bát nhã ba làm mật đa cũng không bị hiển bày các pháp mà hiện tiền này thiện dũng mãnh ví như có người thấy các bọt nước liền nói nhiều loài tự tánh bọt nước nói tự tánh bọt nước như thế hoặc trong hoặc ngoài đều bất khả đắc vì sao thiện dũng mãnh vì nói bọt nước còn không thật có huống là có tự tánh có thể nói cũng vậy, bát nhã ba la mật đa, tuy giả nói có nhiều loại tự tánh, nhưng bát nhã ba la mật đa này không có tự tánh, có thể nói. Này thiện dũng mãnh như bọt nước không vì các pháp sanh khởi mà hiện tiền. Như vậy, bát nhã ba la mật đa cũng không vì các pháp sanh khởi mà hiện tiền. Này thiện dũng mãnh, ví như có người thấy bọt nước nổi, liền nói nhiều loại tự tánh bọt nổi, nói tự tánh bọt nổi đều không có vì sao thiện dũng mãnh vì nói bọt nước nổi còn không thật có huống là có tự tánh có thể nói cũng vậy bát nhã ba la mật đa tuy giả nói có nhiều loại tự tánh nhưng bát nhã ba la mật đa này thật không có tự tánh có thể nói này thiện dũng mãnh như bọt không vì các pháp sanh khởi mà hiện tiền như vậy bát nhã ba la mật đa cũng không vì các pháp sanh khởi mà hiện tiền này thiện dũng mãnh ví như người lột cây chuối để tìm lõi, thật sự tuy không được lõi cây, nhưng có bẹ chuối để dùng. Cũng vậy, bát nhã ba la mật đa tuy không chân thật, nhưng nói có tác dụng. Này thiện dũng mãnh, vì như có người vì muốn chỉ bày hư không rộng lớn, dù có nói thế nào cũng không thể chỉ rõ hư không được. Cũng vậy vì muốn trình bày bát nhã ba la mật đa, dù nói ra thế nào nhưng bát nhã ba la mật đa này không thể trình bày. Này thiện dũng mãnh như hư không rộng lớn, dù đem nhiều cách trình bày nói ra, nhưng hư không rộng lớn, pháp không trần thật, khó có thể trình bày được. Cũng vậy, tuy dùng nhiều thứ ngôn từ trình bày bát nhã ba la mật đa, nhưng bát nhã ba la mật đa này không có pháp chân thật, có thể trình bày. Này thiện dũng mãnh, ví như ánh sáng, dù có trình bày rõ ràng, nhưng không có thật pháp để nắm bắt được. Tuy không thể nắm bắt, nhưng vẫn có sự hiển chiếu của ánh sáng ấy, cũng vậy, bát nhã bà làm mặt đa, tuy giả mượn văn cũ, nói ra nhiều cách, nhưng không có pháp chân thật để nắm giữ, tuy không thể nắm bắt nhưng soi chiếu các pháp. Này thiện dũng mãnh, như ngọc mani có ánh sáng lớn, nhưng ánh sáng này trong ngoài đều không thể lấy được. Cũng vậy, bát nhã ba la mật đa tuy chiếu sáng tất cả pháp tánh, nhưng trong ngoài các pháp tánh này đều bất khả đắc. Này thiện dũng mãnh, ví như ánh sáng ngọn đèn tuy trao động nhưng có thể soi rõ, giúp người có mắt thấy các màu sắc. Cũng vậy, bát nhã ba la mật đa tuy đối với các pháp đều không có chỗ trụ nhưng có thể chiếu khắp, khiến các thánh giả thấy thật tánh của pháp. Bây giờ xá lợi tử bạch Phật. Bạch Thế Tôn kỳ lạ thay, Như Lai ứng tránh đẳng giác tuy thuyết bát nhã ba la mật đa, nhưng nói bát nhã ba la mật đa không viên thành thật. Phật bảo xá lợi tử, này xá lợi tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, ta nói bát nhã ba la mật đa không viên thành thật. Vì sao xá lợi tử? Vì năm uẩn không viên thành thật, nên ta nói bát nhã ba la mật đa không viên thành thật. 12 xứ, 18 giới cũng không viên thành thật, nên ta nói bát nhã ba la mật đa không viên thành thật xá lợi tử vô minh không viên thành thật nên ta nói bát nhã ba la mật đa không viên thành thật hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não cũng không viên thành thật nên ta nói bát nhã ba la mật đa không viên thành thật xá lợi tử thường vô thường khổ vui ngã vô ngã tịnh bất tịnh vắng lặng không vắng lặng, điên đảo không điên đảo, các triển cái, kiến hành, tăng ích, tổn giảm, xanh diệt trụ dị, tập khởi, ẩn mất, không viên thành thật. Nên ta nói bát nhã ba la mật đa không viên thành thật. Xá lợi từ, ngã hữu tình, mạng sống, sự sanh, sự nuôi, trưởng thành, người ý sanh, tuổi trẻ, người làm, người sai làm, người phát khởi, người khiến phát khởi, người nhận, người sai nhận, người biết, người khiến biết, người thấy, người khiến thấy, không viên thành thật nên ta nói bát nhã ba la mật đa không viên thành thật xá lợi tử pháp chắc thật hư dối tới nuôi qua lại thấy có thấy không trong ngoài vân vân không viên thành thật nên ta nói bát nhã ba la mật đa không viên thành thật xá lợi tử địa thủy hỏa phong không thức giới dục sắc vô sắc giới hữu tình giới pháp giới không viên thành thật nên ta nói bát nhã ba la mật đa không viên thành thật xá lợi tử nghiệp dị thuộc quả nhân duyên đoạn thường ba đời ba thời không viên thành thật, nên ta nói bát nhã ba la mật đa không viên thành thật. Xả lợi tử, bố thí cao kiệt, giữ giới phạm giới, nhẫn nhục, sân hận, tinh tấn, giải đãi, tịnh lợi tán loạn, diệu tuệ ác tuệ, tâm ý, thức, không ngừng, chết sống, tạp nhiễm, thanh tịnh, không viên thành thật. Nên ta nói, bát nhã ba la mật đa, không viên thành thật xá lợi tử niệm trụ tránh đoạn thần túc căn được giác chi đạo chi khổ tập diệt đạo tịnh lợi giải thoát đẳng trì, đẳng trí vô lượng thần thông không vô tướng vô nguyện không viên thành thật nên ta nói bát nhã ba la mật đa không viên thành thật xá lợi tử thiện phi thiện hữu lậu vô lậu thế gian suốt thế gian có tội không tội hữu vi vô vi hữu ký vô ký đen trắng trắng đen trống trái thâu nhiếp liệt trung diệu tham sân si không viên thành thật nên ta nói bát nhã ba la mật đa không viên thành thật Xá lợi tử thấy nghe hay biết nương chấp an trụ tầm tứ sở duyên dối nịnh ganh ghét tham lam hòa hợp nhị tướng vô sanh vô tác chỉ quán minh giải tận đi, nhiễm diệt vứt bỏ các chỗ nương tựa thế tục thắng nghĩa không viên thành thật nên ta nói bát nhã ba la mật đa không viên thành thật Xá lợi tử, pháp thành văn địa, pháp độc giác địa, trí nhất thiết trí, trí vô trước, Chí tự nhiên trí vô biên trí vô đẳng đẳng đại nguyện bồ tát thanh văn viên mãn độc giác viên mãn vô lượng vô biên vô đẳng đẳng trí nhất thiết pháp nhất thiết pháp như thật vô kiến nhất thiết pháp chi kiến không viên thành thật nên ta nói bát nhã ba la mật đa không viên thành thật Xá lợi tử chân thật mát mẻ vắng lặng cực vắng lặng rất cực vắng lặng không viên thành thật nên ta nói bát nhã ba la mật đa không viên thành thật xá lợi tử thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi phật tướng hào đầy đủ các lực vô ý, 18 pháp Phật bất cộng không viên thành thật, nên ta nói bát nhã ba la mật đa không viên thành thật, xá lợi tử, niết bàn cho đến tất cả pháp, hoặc thiện hoặc phi thiện đều không viên thành thật, nên ta nói bát nhã ba la mật đa không viên thành thật, xá lợi tử như hư không rộng lớn, không sắc không thấy, không ngăn ngại, không tánh không viên thành thật, như vậy bát nhã ba la mật đa không sắc không thấy, không ngăn ngại, không tánh, nên không viên thành thật xá lợi tử ví như cầu vồng tuy có đủ màu sắc đẹp hiện ra nhưng không chút thật có cũng vậy bát nhã ba la mật đa tuy mượn các thứ ngôn ngữ trình bày nhưng sự trình bày không có tánh để đắc Xả lợi tử ví như hư không tuy dùng các thứ thước tắc đo lường nhưng chưa từng thấy có chừng năm ngón tay là viên thành thật cũng vậy bát nhã ba la mật đa tuy nương vào các thứ ngôn ngữ trình bày nhưng chưa từng thấy có chút tự thể là viên thành thật giá lợi tử bạch Phật bạch thế tôn như vậy bát nhã ba la mật đa này rất khó thấy Phật dạy đúng vậy vì người có thể thấy bất khả đắc Xá lợi tử thưa bạch thế tôn như vậy bát nhã ba la mật đa rất khó ngộ Phật đáp đúng vậy vì người có thể ngộ bất khả đắc Xá lợi tử thưa bạch thế tôn như vậy bát nhã ba la mật đa này không thể hiển bày Phật đáp đúng vậy vì pháp có thể hiển bày bất khả đắc xá lợi tử thưa bạch thế tôn như vậy bát nhã ba la mật đa không có gì để hiền bày phật đáp đúng vậy chẳng thể hiền bày pháp hiện tiền xá lợi tử thưa bạch thế tôn như vậy bát nhã ba la mật đa lấy vô tánh làm tánh phật đáp đúng vậy bát nhã ba la mật đa sâu xa lấy vô tánh của ẩn xứ giới duyên khởi làm tự tánh lấy vô tánh của các biên đảo các triển cái tà kiến ái hành làm tự tánh lấy vô tánh của ngã hữu tình mạng sống sự sanh sự nuôi trưởng thành người ý sanh tuổi trẻ người làm người sai làm người phát khởi người khiến phát khởi người nhận người sai nhận người biết người khiến biết người thấy người khiến thấy làm tự tánh lấy vô tánh của địa thủy hỏa phong không thức giới làm tự tánh lấy vô tánh của dục sắc vô sắc giới làm tự tánh lấy vô tánh của bố thí cao kiệt, giữ giới phạm giới nhẫn nhục sân hận tinh tấn giải đãi tịnh lự tán loạn diệu tuệ ác tuệ làm tự tánh lấy vô tánh của các pháp phần bồ đề thánh đế chỉ quán vô lượng thần thông tịnh lự giải thoát đẳng trì đẳng trí minh thoát làm tự tánh lấy vô tánh của tận bi nhiễm diệt làm tự tánh lấy vô tánh của vô trí